Hi, xin chào tất cả mọi người. Đây là Lep và đây là CG. Và chào mừng đã đến với Sài Gòn Talk kỳ 2. Nếu như cô ấy reply lại bạn rất nhanh chóng là có tín hiệu đèn xanh rồi đó. Điều thứ hai, reply bạn không phải trong những giờ cô rảnh quá không có gì làm, hay là đã nhắn tin với rất nhiều người khác rồi bây giờ mới đến được bạn. Vậy em thì bao nhiêu tuổi yêu rồi? 28 tuổi rồi. Còn tới khi nào trẻ? Nhớ kỹ câu hỏi của anh Đích Lét ngày hôm nay. Em có chấp nhận một bạn gái không còn trinh không? Để cưới không? Xung quanh người ta có những người tốt hơn năm tháng họ, giàu hơn mình, đẹp hơn mình. Xong rồi như mình thấy mình không xứng đáng. Xong rồi mình lại cảm thấy là mình đã nhảy mắt với người ta. Hôm nay mình tới đây cùng bạn ấy thì tụi mình cũng muốn hiểu rõ, hiểu biết thêm về cái gọi là yêu là gì. Hôm nay mình tới với bạn, mình tới vì vui thôi. Vì động lực thì mình thấy kiểu một là tạo đề, thứ hai là cái về những vấn đề này có đúng, có những vấn đề mình có trong một mối quan hệ với bạn gái mình, và có những mối quan hệ đúng có thể trong kia, sau đó có chậm mình giải quyết những vấn đề đó. Phần nói chuyện của hai anh chị khá là thú vị. Thứ nhất là về hai diễn giả hôm nay là mình đã có theo dõi hai anh chị từ rất là khá là lâu rồi. Ngoài ra cũng có một số cái bài học mới mà mình đã được nghe từ những cái câu hỏi của các bạn hôm nay đã đặt ra cho mấy anh chị, và mấy anh chị đã trả lời xác thực nhất để cho mình có thể hiểu rõ về vấn đề đó. Với mình thì rất khá là quan trọng đối với mình, tại vì mình có một cái suy nghĩ là khi mà mình bắt đầu đã có một cái sự nghiệp nhất định rồi thì mình mới có cái gọi là yêu cho mà kịp. Và thì theo mình nó cũng không quan trọng lắm, miễn là có tình cảm với nhau là đối với bản thân mình không quan trọng, vì cái phần yêu kia thì cũng là ai là chuyện riêng của mỗi người, mọi người tự quyết định.